Hoàng Anh Gia Lai đã không còn như xưa. Bài toán huấn luyện viên Kiatisak sẽ xử lý như thế nào? V-League 2023 là mùa giải đặc biệt của Hoàng Anh Gia Lai sau những tổn thương trải qua mùa giải trước khi chia tay hàng loạt các trụ cột vốn là cầu thủ nòng cốt trong 8 năm qua như là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thành, Văn Toàn. Hoàng Anh Gia Lai lại khởi động mùa giải bằng những lùm xùm tranh chấp ngoài phạm vi chuyên môn. Biến động liên tục trong hơn một năm qua là điều không nên có với một đội bóng đang tiến bộ dưới thời nhà cầm quân mới vốn tinh quái và thực sự hiểu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi lên. Cuộc chia tay với Hoàng Anh Gia Lai khóa 1 và 2 khiến lực lượng Hoàng Anh Gia Lai suy yếu cả trên khía cạnh kinh nghiệm lẫn trình độ. Những cầu thủ trẻ lứa kế cận của Công Phượng, Xuân Trường có thể kể đến một số cái tên như là Dũng Quang Nho, Bảo Toàn, Thanh Sơn, Thanh Bình, Minh Bình đều chưa đạt tới đẳng cấp của thế hệ trước. Nếu Công Phượng cùng dàn cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khóa 1 và 2 được thi đấu quốc tế liên tục ở cấp độ U19, đá V-League ở tuổi 20 và trải qua 8 năm thi đấu với cường độ cao, các thế hệ đàn em của nhóm cầu thủ này lại không có đặc quyền. Bởi lứa đàn anh đã chiếm những suất đá trọng yếu trên đội 1 nên các cầu thủ khóa sau hoặc chấp nhận dự bị như là Bảo Toàn hoặc là Kiên Quyết hoặc sang đội khác theo dạng cho mượn như là Thanh Sơn, Thanh Bình, Quang Nho, Minh Bình để cứu vãn sự nghiệp. Nhưng cuộc cải tổ Hoàng Anh Gia Lai với sự rời đi của khóa trước đã mở ra cơ hội để lứa cầu thủ khóa sau bước ra ánh sáng. Thay vì chỉ đóng vai trò kép phụ, các học trò hiện tại của huấn luyện viên Kiatisak sẽ nhận nhiệm vụ gánh vác đội bóng. 13 trong số 28 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đăng ký cho V-League 2023 dưới 23 tuổi chiếm gần nửa lực lượng. Trong số này, ngoài Tuấn Anh và Minh Vương, Tuấn Linh, Washington Brandao chiếm suất đá chính ở mùa giải trước, 24 cầu thủ còn lại của Anh Gia Lai chưa từng có chỗ đứng ở đội 1 cho đến khi đội bóng thay máu đội hình trước thềm mùa giải mới. Đây có thể coi là điểm thú vị nhất của Anh Gia Lai. Đội bóng này chưa có khung đội hình, đồng nghĩa cuộc cạnh tranh cho các cầu thủ là rất rộng mở. Bản thân Minh Vương hay Tuấn Anh cũng chưa đủ ổn định ở mức độ cứ khỏe mạnh là được đá chính. Với một đội hình cởi mở đang trong giai đoạn xây lại, các cầu thủ có đầy đủ động lực để ganh đua, cạnh tranh vị trí, điều không thường xuyên xảy ra ở những mùa giải trước, đặc biệt trong giai đoạn 2015 tới 2019 khi các huấn luyện viên trước của Hoàng Anh Gia Lai thường chỉ dùng cố định một đội hình. Huấn luyện viên Kiatisak thì khác, có sự nghiệp lẫy lừng ở Hoàng Anh Gia Lai và đã ở phố núi 2 năm, liên tục làm việc với các lứa cầu thủ. Nhà cầm quân có biệt danh là Zico Thái dường như hiểu rõ với các cầu thủ trẻ nguồn động lực cạnh tranh có vai trò lớn ra sao. Với các cầu thủ phải dự bị hoặc nhiều năm đá cho đội khác theo dạng cho mượn, được trở lại Hoàng Anh Gia Lai chẳng khác nào một cơ may. Song, cơ hội không đến nhiều lần, những cái tên từng phải xuống chơi ở giải hạng nhì như là Thanh Sơn, Thanh Bình hay đến giờ mới được khoác áo một đội đá hệ thống giải chuyên nghiệp như là Quốc Việt có lẽ hiểu rõ giá trị ở mùa giải này. V-League 2023 không chỉ là ngày trở về của dàn cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai mà còn là thời cơ để Minh Bình, Thanh Bình hay Thanh Sơn chứng minh. Nhắc đến đào tạo trẻ của Hoàng Anh Gia Lai, không chỉ nói đến Công Phượng, Xuân Trường là đủ. Chứng tỏ bản thân để trụ lại Hoàng Anh Gia Lai, tự thân đó là động lực đủ lớn để các cầu thủ phải lăn xả, chiến đấu, giành giật vị trí và củng cố chỗ đứng. Có thể lứa cầu thủ hiện tại của huấn luyện viên Kiatisak kém đàn anh ở danh tiếng và đẳng cấp, rất ít cầu thủ khẳng định tên tuổi ở cấp độ U23 trở lên. Nhưng trong bóng đá, tinh thần thi đấu và khát vọng cháy bỏng là chiếc cầu nối thu hẹp khoảng cách trình độ. Cuộc hành trình mới của lứa kế cận Hoàng Anh Gia Lai sẽ rất khó khăn khi nhiều cầu thủ lần đầu đối mặt với bão tố tại V-League. Có thể có thất bại, vấp váp, nhưng đó đều là những vết thương cần thiết để kiểm tra bản lĩnh thực sự của thế hệ cầu thủ sẽ thay thế cho Công Phượng, Văn Toàn. Về phần phía người hâm mộ phố núi, các thủ trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai như là Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường đều đã rời đội bóng để đến những câu lạc bộ mới ở mùa giải 2023. Chính sự ra đi của các trụ cột đã phần nào khiến cho người hâm mộ của đội bóng phố núi không khỏi hụt hẫng, dù cho Hoàng Anh Gia Lai vẫn có được sự phục vụ của Tuấn Anh, Minh Vương hay là Trương Ngọc Quang. Theo ghi nhận, số lượng người hâm mộ mua vé tới sân xem trận đấu là rất thưa thớt. Ở mùa giải trước, khi Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn đầy đủ lực lượng, các cổ động viên đến sân rất đông để cổ vũ cho các cầu thủ và đội bóng. Sân Pleiku cũng là nơi thường xuyên chứng kiến sự cổ vũ cuồng nhiệt nhất nhì tại V-League. Phát biểu ở cuộc họp báo sau trận, sau khi được các phóng viên đặt câu hỏi về mối lo quá tải đối với Tuấn Anh và Minh Vương, huấn luyện viên Kiatisak cho biết: "Tôi để cho Tuấn Anh và Minh Vương thi đấu đủ 90 phút trận đấu này. Nhìn chung, họ hoàn thành nhiệm vụ. Dù vậy, trong tay tôi vẫn còn các nhân tố khác để thay thế Tuấn Anh và Minh Vương khi cần, nên tôi không quá lo về việc họ bị quá tải. Tôi có thể thay thế bằng những cầu thủ khác như là Đức Việt, Thanh Sơn, Quốc Việt. Hoàng Anh Gia Lai đã có nhiều nhân tố trẻ tiềm năng trong đội hình. Với các cầu thủ trẻ, thi đấu trận đấu đầu tiên có một điểm sẽ giúp họ thêm tự tin hướng tới trận đấu gặp BKM Bình Dương sắp tới trên sân khách. Trận mở màn như thế là ổn thỏa. Tôi muốn các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mùa giải mới 2023. Nếu Hoàng Anh Gia Lai tham gia giao hữu sẽ không có thời gian, cầu thủ dễ chấn thương vì không đảm bảo thể lực. Vì thế, tôi quyết định không đá giao hữu trước thời điểm V-League 2023 khởi tranh." Ở trận đấu mở màn của Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku, Chủ tịch Đoàn Nguyễn Đức cũng có mặt dự khán. Bầu Đức sau đó cũng xuống sân để động viên tinh thần toàn bộ thành viên của đội bóng phố núi. Tiếc cho đội bóng phố núi giờ đã không còn như xưa. Ở đấy, có thể những tranh cãi về nhà tài trợ giữa lãnh đạo đội bóng và ban tổ chức ngay trước thềm mùa giải mới phần nào làm ảnh hưởng đến tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Kiatisak ở trận ra quân V-League 2023. Dẫu vậy, vẫn mong Hoàng Anh Gia Lai sẽ sớm trở lại là chính mình để những người yêu mến họ lại có thể tự hào về một đội bóng có lối đá đẹp và hoa mỹ. U20 Việt Nam chưa thể có lực lượng ưng ý. U20 Việt Nam vẫn trong giai đoạn tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam hướng tới vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan diễn ra vào tháng 3 tới. Dẫu vậy, U20 Việt Nam chưa thể có lực lượng mạnh nhất. Những cầu thủ quan trọng như là Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường vẫn chưa thể hội quân do vẫn được các câu lạc bộ chủ quản gồm BKM Bình Dương, Viettel, Sông Lam Nghệ An giữ lại để thi đấu ở V-League 2023. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Như các bạn đã biết, sau Tết, U20 Việt Nam đã có khoảng thời gian một tuần để tập luyện. Hiện tại, đội vẫn chưa có đầy đủ lực lượng. Một số gương mặt đang thi đấu cùng câu lạc bộ chủ quản tại V-League. Chắc phải sau một tuần nữa, những cầu thủ mà tôi mong muốn mới hiện diện trên đội U20 Việt Nam. Họ sẽ cần thêm một khoảng thời gian hòa nhập và làm quen với sơ đồ chiến thuật mới." Ông Hoàng Anh Tuấn hiểu tình hình hiện tại của U20 Việt Nam. Việc các cầu thủ chủ chốt chưa lên tập trung cũng đem đến một số khó khăn cho toàn đội. Các bạn biết rằng, không phải cầu thủ nào cũng được câu lạc bộ tạo điều kiện đá chính ở V-League. Dẫu sao, chúng ta cũng phải chờ xem ở hai lượt đấu tới đây của giải đấu họ có được sử dụng hay không. Nếu như các bạn ấy được ra sân trong đội hình xuất phát hoặc chí có mặt trên sân thi đấu trong một khoảng thời gian đủ dài thì đó sẽ là điều rất tốt. Nhưng tôi hiểu không phải cầu thủ nào cũng chắc chắn được chơi như vậy. Đây sẽ là một trở ngại. Ngoài ra, các cầu thủ khi lên U20 Việt Nam sẽ phải quen với một số đồ mới, một cách chơi mới. Hy vọng với chất lượng sẵn có, những gương mặt chủ chốt của U20 Việt Nam sẽ sớm thích nghi nhanh khi tập trung đội tuyển. Vị huấn luyện viên của U20 Việt Nam thông báo về kế hoạch của đội. U20 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu vào ngày 18 tháng 2 gặp U20 Ả Rập Xê Út và đến ngày 23 tháng 2 sẽ đấu với U20 UAE. Trong tuần tới, đội cũng sẽ có thêm một số cầu thủ kèm theo việc hoàn thiện chiến thuật cũng như củng cố các pha bóng liên quan đến tình huống cố định. Công tác chuẩn bị cho thi đấu khá gấp rút.